Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vì dám mạo phạm công an Ngày 15 tháng 11, blog Trần Văn trên VOA Tiếng Việt có bài bình luận Ông Nhưỡng bị bắt do khinh thường công an hay coi thường pháp luật Tác giả nhận xét tên ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vì đồng phạm trong vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra ở Thái Bình đang làm dư luận rúng động Tác giả dẫn tờ Công an Nhân dân cho biết việc bắt ông Nhưỡng là kết quả điều tra mở rộng vụ án có liên quan đến Phạm Minh Cường, 37 tuổi có biệt danh là Cường Quắc, một người từng có 3 tiền án. Xong, có một điểm bất thường là dù thông tin khá cặn kẽ về Cường Quắc và các vụ án liên quan đến hoạt động phạm tội của nhân vật này, nhưng tờ Công an Nhân dân không hề cho biết kết quả điều tra mở rộng đã xác định ông Nhưỡng từng làm những gì để trở thành đồng phạm với y. Hình ảnh bài trên blog Trần Văn VOA Tác giả dẫn tấn tắt lý lịch của ông Nhưỡng từ Báo Công an Nhân dân Tiến sĩ luật từng là phó chủ nhiệm khoa pháp luật kinh tế Đại học luật Hà Nội Có 22 năm là giảng viên của Đại học luật Hà Nội Rồi làm chánh văn phòng tổng cục thi hành án dân sự của Bộ Tư pháp Cố vấn ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương Đại biểu Quốc hội khóa 14 2016-2021 phó ban dân nguyện của ủy ban thường vụ quốc hội ông nhưỡng nổi tiếng vì thường đưa ra những chất vấn thẳng thắn không ngại và chạm với lãnh đạo các bộ ngành các địa phương về những vấn đề nóng của đất nước được cử tri ủng hộ nhưng không được giới thiệu tái cử vào đại biểu quốc hội khóa 15 2021-2026 vì quá tuổi tác giả đặt nghi vấn Liệu một người với các đặc điểm như ông Nhưỡng có thể tiếp tay giúp sức cho một nhân vật kiểu như Cường Quắc? Còn nữa, ông Nhưỡng là một trong số rất ít người dám công khai chỉ trích công an. Tác giả cho biết, truyền thông Việt Nam không bao giờ chỉ trích trực diện một đại biểu quốc hội. Tuy nhiên, tháng 11 năm 2018, tờ Công an Nhân dân đã phá lệ công kích ông Nhưỡng với lời lẽ vốn chỉ dành cho những phần tử thù địch phản động hình ảnh bài tấn công ông Lưu Bình Nhưỡng trên báo Công an Nhân dân. Bài viết tiếng nói đại biểu sự cẩn trọng cần thiết. Viết, bên cạnh đại đa số các đại biểu tâm huyết trách nhiệm và đưa ra nội dung chất vấn mang tính thuyết phục với tinh thần thái độ xây dựng, thì vẫn có những đại biểu đưa ra những nội dung không đúng sự thật, đôi khi mang tính kích động. Điển hình là đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre. Trong nhiều phát biểu, đại biểu này thường đi quá đà, gây sốc không chỉ ở nội dung chất vấn mà còn ở thái độ chất vấn, thậm chí nhiều phát ngôn mang tính chỉ trích thiếu căn cứ. Tại kỳ họp quốc hội trước, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã phát biểu một đại đội công an tấn công vào dân đồng tâm. Trong một diễn đàn của quốc hội, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã cho rằng tội phạm tham nhũng đang nhảy múa trên lưỡi gương pháp luật. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn mới đây, Dư luận dậy sóng về chất vấn của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng khi nói các cơ quan điều tra của lực lượng công an đã sai phạm khủng khiếp. Hình ảnh lời đáp trả của ông Nhưỡng đối với sự tấn công của công an. Với phát biểu công khai của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng trên diễn đàn quốc hội, được phát trực tiếp trên phương tiện truyền thông đại chúng đã làm dư luận có hiểu sai lệch, khơi mạo cho nhiều người thiếu thông tin đầy đủ, những người bất mãn cơ hội chính trị những phần tử thù địch trong và ngoài nước lợi dụng bình luận, xuyên tạc, bóp méo sự việc để đả phá lực lượng công an, chống phá nhà nước và xã hội. Người viết cho rằng với thái độ cầu thị, khiêm tốn, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nên có lời xin lỗi hoặc hình thức nhận lỗi với lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nói riêng với đồng bào cử tri cả nước nói chung. Tuy nhiên, tác giả cho biết dù bị ngành công an chỉ trích kịch liệt, thậm chí dọa dẫm vì có dấu hiệu tiết lộ bí mật, không những không xin lỗi, ông nhưỡng còn nhấn mạnh cách nhìn nhận vấn đề của tôi và ngành công an là khác nhau, nên không thể lấy lý giải của bộ công an mà nói rằng tôi đã nghĩ sai, rồi có phát biểu sai về vấn đề này được. quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo. D với bản tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vì dám mạo phạm công an. Việt Nam lại canh giữ người bất động chính kiến khi có quan chức Liên Hợp Quốc đến thăm. Ngày 14 tháng 11, AFA Tiếng Việt cho hay, Công an canh giữ nhiều nhà hoạt động, thân nhân của tù nhân lương tâm khi quan chức Liên Hiệp Quốc đến thăm Việt Nam. Theo đó, nhiều nhà hoạt động và thân nhân của tù nhân lương tâm ở nhiều tỉnh, thành phố bị cơ quan an ninh theo dõi trong nhiều ngày gần đây, khi báo cáo viên đặc biệt về quyền phát triển của Liên Hiệp Quốc, ông Surya Deva thăm Việt Nam. AFA à cho biết trong chuyến thăm kéo dài 10 ngày, từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11, ông Surya Deva gặp gỡ một số quan chức cao cấp của Việt Nam thăm Hà Nội, Hà Tĩnh và thành phố Hồ Chí Minh. Không rõ trong chương trình làm việc của mình, ông có kế hoạch gặp gỡ với người hoạt động hay thân nhân của họ hay không. Nhưng một số người cho biết họ bị lực lượng an ninh địa phương cho người bám sát trong tuần qua. À Ả dẫn lời bà Huỳnh Thị Kim Nga, vợ cựu tù nhân lương tâm Ngô Văn Dũng từ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc cho biết từ ngày 9 tháng 11, công an thành phố đã đưa người tới canh gác ở gần nhà. Cho tới hết ngày 12 tháng 11, hình ảnh bài trên AFA. Ông Ngô Văn Dũng cho biết trong sáng chủ nhật ngày 12 tháng 11, ông có hẹn đi uống cà phê với bạn ở trong thành phố. Một nhân viên công an này nỉ đưa ông đi bằng xe máy và được ông đồng ý. Người này nói, ngồi gần để nghe cuộc nói chuyện của ông với bạn bè và đưa ông về nhà khi cuộc gặp kết thúc. Ông Dũng cho biết bản thân có ý muốn đi gặp ông Surya Deva, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về quyền phát triển để trình bày về thực tế quyền con người ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông không biết được lịch trình của ông Surya. Cũng từ Buôn Ma Thuộc, AFA dẫn lời bà Lê Thị Hà, vợ của tù nhân lương tâm Đặng Đăng Phước, cho biết Tôi phát hiện mình bị theo dõi từ 6 giờ sáng ngày thứ Bảy, 11 tháng 11, khi tôi đi đổ rác tôi thấy một người phụ nữ đeo khẩu trang đi xe máy màu đỏ đậu xe trong hẻm nhà tôi và quan sát. Cho đến ngày 14 tháng 11, những người theo dõi bà đã không còn xuất hiện nữa. AFA dẫn lời nhà hoạt động Nguyễn Hoàng Vi từ Sài Gòn cho biết, trong hai ngày, nhân viên an ninh đã theo dõi và chạy xe máy theo sát bà mỗi khi bà có việc phải ra đường. Bà Đỗ Lê Na, vợ của tù nhân lương tâm Lê Trọng Hùng từ Hà Nội cho AFA biết, tôi bị an ninh canh nhà từ hôm qua, hiện tại họ vẫn còn canh và tôi không rõ đến khi nào thì họ dừng lại khi mẹ con tôi ở trong nhà thì họ canh ở đầu ngách khi tôi ra ngoài để đi làm hoặc đưa con đi học thì họ đi theo hình ảnh ông surya deva báo cáo viên đặc biệt về quyền phát triển của liên hiệp quốc theo afa những người bị canh giữ nói trên không biết lý do tại sao trong khi lực lượng canh giữ thì nói họ chỉ làm theo lệnh của cấp trên mỗi khi bị tra hỏi việc canh giữ tư gia và hạn chế đi lại của người hoạt động hoặc thân nhân của tù nhân lương tâm đã xảy ra từ nhiều năm qua và thông qua nhiều hình thức. AFA dẫn thông cáo của Liên Hiệp Quốc trước chuyến thăm của báo cáo viên đặc biệt có mục đích hỗ trợ Hà Nội củng cố luật pháp, chính sách và thực hành phù hợp với tuyên bố về quyền phát triển năm 1986 và các tiêu chuẩn liên quan khác. Trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 5 vừa qua, ông surya deva đã đánh giá các nỗ lực của việt nam trong việc thực hiện quyền phát triển việc thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững và xác định những thách thức còn tồn tại ông cũng sẽ tìm hiểu việc chính phủ việt nam thúc đẩy và đảm bảo sự tham gia hiệu quả của người dân vào quá trình xây dựng chính sách và ra quyết định liên quan đến phát triển kinh tế xã hội chính trị và văn hóa Chuyên gia sẽ trình bày báo cáo của ông lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm 2024. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Việt Nam lại canh giữ người bất đồng chính kiến khi có quan chức Liên Hiệp Quốc đến thăm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm d